Dạ cho con hỏi, con Phì Thị Kheo đi đến khu vui chơi giải trí như hội chợ, khu du lịch sinh thái có bị phạm giới không? Nếu phạm giới thì phạm vào giới nào trong 227 giới Tỳ Kheo? Có những cái nó thuộc về giới, nhưng có những cái nó thuộc về phận sự. Có những cái thuộc về giới mà không thuộc về phận sự, có những cái thuộc về phận sự không phải thuộc về giới. Thì lấy ví dụ như cái chuyện một vị tỷ kheo á phải phát triển giới học, phát triển định học, phát triển tuệ học, thì đó thuộc về phận sự chứ không thuộc về giới. Hay là một vị tỷ kheo phải giữ gìn chánh niệm thì cái đó thuộc về phận sự chứ không phải thuộc về giới. Hay là một vị tỷ kheo á, khi mà gặp những cái cảnh kích thích, thí dụ như những cái nơi mà người ta ca múa đờn hát, vị ấy phải thu thúc cái tâm của mình, nó thuộc về cái phận sự chứ không phải thuộc về giới. Chính bởi vì như vậy đó, nếu như vị tỷ kheo khi đến các cái khu vui chơi mà vị ấy giữ chánh niệm á thì vì đó không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như vị ấy không thể giữ chánh niệm mà vị ấy buông lung phóng dật thì vị ấy phạm giới. Cụ thể là ở trong tám giới quý vị ấy, nó có cái giới là không nghe múa hát thổi kèn đờn, hoặc là xem múa hát nghe đờn kẹt, không múa hát thổi kèn đờn, hoặc là xem múa hát nghe đờn kẹt. Thì vị tỷ kheo khi vị ấy đi đến những nơi có múa hát, vị ấy có chủ ý nghe là vị ấy phạm giới. Rồi ở trong cái điều học á, là vị tỷ kheo khi đi đến cái khu gọi là cái khu dân cư á, vị ấy không được nhìn ngó đông ngó tây, tức là ngó tới ngó lui. Nếu vị ấy phạm thì dính vào cái tội tác ác. Đó là chưa kể sư nói còn chuyện nữa nè. Khi vị tỷ kheo đến cái khu dân cư, vị ấy không được mang dép. Vị nào mang giày dép là vị ấy cũng phạm giới. Đấy. Chính bởi vì như vậy đó là tốt nhất thì đừng có đi. Bởi vì những khu vui chơi là nơi mà một vị tỷ kheo không nên đến, bởi vì nó không có phù hợp đối với cái vai trò của một vị tu sĩ. Trừ trường hợp á, mình có công có chuyện mình đi ngang qua thì không nói, chứ còn mình đi tới đó để làm cái gì? Diễn cho thiên hạ coi là mình là người giữ chánh niệm hay là sao? Ai muốn coi mình? Hay là mình đi tới đó để mình hưởng thụ, để mình vui chơi?